Mở đầu bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay sẽ là những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, chỉ sau 2 giờ truy nóng, Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã lật tẩy hành tung và bắt giữ đối tượng ném bom xăng phía trước 3 cơ sở giao dịch tín dụng của 3 ngân hàng trên địa bàn. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ động cơ gây án của đối tượng. Đây là clip ghi lại cảnh nam thanh niên châm lửa chất lỏng gây cháy ném vào cơ sở giao dịch ngân hàng vào lúc 5 giờ 10 phút sáng mùng 3 tháng 10. Thanh niên này mặc quần ngắn, áo trắng, đội mũ lưỡi chai đen. Chiếc xe máy đối tượng sử dụng không gắn biển kiểm soát. Nhiều linh kiện phía trước phần đầu xe đã bị tháo dỡ. Khi chạy xe máy đến trước cửa ngân hàng tại phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, đối tượng lần lượt ném 3 chai đựng chất lỏng, nghi là xăng hoặc dầu, khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh. Sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bảo vệ ngân hàng cùng người dân gần đó phát hiện sự việc đã nhanh chóng dập lửa. Vụ cháy làm hư hỏng nhẹ một trụ ATM. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 2 trụ sở ngân hàng khác cũng bị nghi can này phóng hỏa, gây hư hỏng một số tài sản. Tại hiện trường, nhiều chai xăng nằm vương vãi. Chỉ sau 2 giờ kể từ khi tiếp nhận nguồn tin, tổ công tác phối hợp giữa Công an phường Xuân Phú, Công an phường Xuân Yên và Đội Cảnh sát Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an thị xã Sông Cầu khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, giáo giết truy nóng. Đến 9 giờ 5 phút sáng cùng ngày, các trinh sát đã xác định đối tượng ném bom xăng là Võ Văn Bằng, sinh năm 2000, trú ở khu phố Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, nên tiến hành bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt giữ, nam thanh niên này có dấu hiệu ngáo đá, nghi ngờ đã sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với việc tạm giữ chiếc xe máy Bằng đã sử dụng đi ném bom xăng, Công an thị xã Sông Cầu cũng đã khám xét nơi ở của Bằng, thu giữ quần áo mà đối tượng đã mặc khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũng cho biết, đối tượng châm lửa ném bom xăng vào các cơ sở giao dịch ngân hàng đã bị lực lượng Công an thị xã Sông Cầu bắt giữ. Đối tượng này có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá, nên lực lượng công an đang tiến hành các thủ tục để kiểm tra. Cơ quan điều tra chưa công bố lời khai, động cơ của gã thanh niên này. Thưa quý vị, câu chuyện hôn nhân đổ vỡ vốn đã để lại nhiều tổn thương cho những người trong cuộc. Nhưng điều đáng buồn hơn là những đứa trẻ vô tội, vô tình bị cuốn vào vòng xoáy ly hôn trong cuộc chiến giành quyền nuôi con. Hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của chị Đồng Thùy Ngân, trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Một người mẹ trẻ đang gian nan tìm lại con gái của mình khi chồng cũ của chị đã mang bé gái về quê nuôi, dù tòa án đã ra phán quyết cho chị được quyền nuôi con sau ly hôn. Chị Đồng Thùy Ngân, 29 tuổi, ngụ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng tải nhiều clip lên mạng xã hội với nội dung kêu cứu đòi con. Chị hy vọng gia đình bên chồng nghĩ lại và cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang sẽ vào cuộc để giao con gái 4 tuổi cho chị tiếp tục nuôi dưỡng theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang hồi tháng 4 năm 2023. Theo lời kể của chị Ngân, cùng hồ sơ trong vụ án hôn nhân và gia đình số 29 năm 2023 của Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Vào năm 2018, thông qua mai mối, chị Ngân kết hôn với anh NSH, 34 tuổi, nhà ở gần sông Rạch Ruộng thuộc xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tháng 10 năm 2020, sau khi sinh bé trai, con đầu lòng của hai người là con gái, cả hai bé đều dưới 36 tháng tuổi, giữa chị Ngân và nhà chồng đã phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, ba mẹ con chị Ngân về sống với nhà ông bà ngoại ở thành phố Hồ Chí Minh. Giữa hai bên không liên lạc hòa giải cho đến khi Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên án phúc thẩm chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị Ngân. Bản án tuyên chị Ngân được quyền nuôi hai con vì hai bé đều dưới 36 tháng tuổi. Điều kiện về công việc và gia đình của chị Ngân tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể chăm sóc, giáo dục tốt cho sự phát triển của hai cháu. Anh Hát không cần cấp dưỡng do chị Ngân không có yêu cầu. Bản án cũng ghi rằng nếu anh Hát lạm dụng việc thăm nom con để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông con, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, thì chị Ngân có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm con của anh Hát. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2024, con gái chị Ngân bị bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời hứa trước đó với anh Hát, mẹ chị Ngân có gọi điện thông báo và người cha này đã đến thăm con tại bệnh viện. Nhân lúc chị Ngân về nhà ở quận 8 lấy ít đồ dùng cá nhân, anh Hát đã mang cháu bé về Tiền Giang. Người mẹ sau đó phải lên xuống Tiền Giang nhiều lần để tìm gặp và mong đưa con về thành phố Hồ Chí Minh. Việc anh Hát mang cháu bé về đã được chị Ngân trình báo công an phường tại thành phố Hồ Chí Minh và có xác nhận của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau đó chị Ngân đã chủ động về Tiền Giang để đòi lại con mà không liên hệ với công an phường và Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo lời kể của chị Ngân,
phía anh Hát không để chị Ngân gặp mặt cháu bé. Chị Ngân có tố cáo hành vi bắt cóc con gái mình với cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên sau đó, chị Ngân được phúc đáp của công an huyện Cái Bè cho rằng cha ruột bắt cóc con về nuôi nên không thể nhận định là hành vi bắt cóc trẻ em. Việc này chị Ngân cần liên hệ với cơ quan thi hành án Cái Bè để tiếp tục thi hành hoặc khởi kiện. Chị Ngân thuê luật sư để yêu cầu chi cục thi hành án huyện Cái Bè tiếp tục thi hành bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Luật sư tư vấn chị Ngân tố cáo hành vi bắt cóc con gái tại bệnh viện và yêu cầu thi hành bản án buộc anh Hát giao con cho chị Ngân nuôi. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, chị Ngân vẫn thường xuyên xuống Tiền Giang gõ cửa ngành chức năng tỉnh này với hy vọng được tiếp xúc nuôi dưỡng con gái đúng như bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên. Đồng thời, chị đăng tải câu chuyện của mình lên các nền tảng mạng xã hội để được chia sẻ từ cộng đồng mạng. Theo thẩm phán Huỳnh Xuân Long, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm bản án số 29 năm 2023, khẳng định hành vi bắt con của anh Hát tại Bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Hồ Chí Minh là hoàn toàn trái với bản án đã có hiệu lực với pháp luật. Hành vi này cần xem xét để xử lý về tội bắt cóc trẻ em. Trường hợp không cấu thành tội phạm bắt cóc trẻ em thì phải bị xử lý hành chính. Đồng thời, các cơ quan chức năng có liên quan tại huyện Cái Bè cần vận động, thuyết phục, thậm chí cưỡng chế để giao con cho chị Đồng Thùy Ngân đúng như bản án đã có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp chị Ngân nhận thấy có những hành vi của các cán bộ thực thi pháp luật chống lại quyền của mình được nêu trong bản án thì có thể khiếu nại đến các cơ quan cấp trên như Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang để được xem xét xử lý thỏa đáng. Thưa quý vị, câu chuyện của chị Ngân là một lời cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ khi mâu thuẫn hôn nhân xảy ra. Trẻ em không đáng phải chịu những tổn thương về tinh thần do những tranh chấp của người lớn. Trong câu chuyện này, chị Ngân đã có bản án có hiệu lực pháp luật, tuyên bố chị được quyền nuôi con, nhưng chồng cũ không chấp hành. Trong trường hợp này, chị Ngân có thể làm gì để yêu cầu cơ quan chức năng thi hành án? Việc chồng cũ đưa con về quê nuôi dưỡng có được xem là hành vi tước đoạt quyền nuôi con hay không? Chúng tôi đã có kết nối với luật sư Nguyễn Phó Dũng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để lắng nghe những phân tích dưới góc độ pháp lý. Xin mời trường quay kết nối ạ. Xin chào luật sư, thưa luật sư, sự việc chồng cũ của chị Đồng Thùy Ngân đưa con về quê nuôi dưỡng có được xem là hành vi tước đoạt quyền nuôi con hay không? Và nếu chồng cũ có hành vi cố tình cản trở chị Ngân thăm nom con, chị Ngân có thể làm gì? Tòa án tuyên đã có hiệu lực pháp luật là tuyên chị Ngân được quyền nuôi con mà chồng cố tình cưỡng đoạt cái quyền nuôi con thì đầu tiên là chị Ngân có thể là tố cáo lên cơ quan công an về cái việc mà chồng tự ý tước đoạt quyền nuôi con. Và trong trường hợp mà theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp mà không có dấu hiệu về xử lý hình sự thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi là không thực hiện các công việc phải làm theo cái quyết định bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu trong trường hợp mà chồng chị Ngân mà không tiếp tục không chấm dứt cái việc đó thì cũng có thể là bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng theo cái nghị định theo điều 64 khoản 3, nghị định số 82 năm 2020. Chị Ngân đã có bản án có hiệu lực pháp luật tuyên bố chị được quyền nuôi con, nhưng chồng cũ không chấp hành. Trong trường hợp này, chị Ngân có thể làm gì để yêu cầu cơ quan chức năng thi hành án? Thủ tục yêu cầu thi hành án trong trường hợp tranh chấp quyền nuôi con được quy định như thế nào? Và trong thời gian thi hành án, căn cứ trên hiệu lực bản án là bao lâu? Đầu tiên là để thực hiện cái quyền nuôi con của chị Ngân theo bản án thì chị Ngân có quyền là yêu cầu thi hành án để tiến hành là cưỡng chế thi hành án đối với chồng của chị Ngân. Trong trường hợp mà chồng của chị Ngân cố tình không chấp hành bản án thì cơ quan pháp luật có thể xử lý hình sự theo quy định tại điều 380 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 quy định về tội không chấp hành bản án. Về thời hiệu trong trường hợp mà thi hành án theo đơn yêu cầu thì theo quy định pháp luật thì chị Ngân phải nộp đơn yêu cầu thi hành án lên tòa án chi cục thi hành án để yêu cầu chi cục thi hành án là thi hành ra quyết định thi hành bản án. Trong trường hợp là người nộp đơn thì sau khi mà xác định được thẩm quyền thì người nộp đơn sẽ cơ quan thi hành án sẽ tiến hành xác minh đơn của chị trong vòng 10 ngày và ra cái thông báo về việc thi hành án
trong vòng 3 ngày kể, làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án phải thông báo đến các đương sự để có người có quyền lợi để nghĩa vụ liên quan. Thời gian thi hành án là trong trường hợp mà các bên tự nguyện thi hành thì là 10 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc là thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Hết thời hạn 10 ngày mà người phải thi hành án có điều kiện phải thi hành án nhưng không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế theo quy định tại điều 120 luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014. Và căn cứ theo quy định pháp luật trên thì trong trường hợp người phải thi hành án hoặc người đang trông giữ người chưa thành niên không giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng, chấp hành viên có thể ra quyết định phạt tiền ấn định thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người đó giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Chương trình Nóng 24 giờ ngày hôm nay tiếp tục với những dự báo về giá vàng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang đột biến. Thưa quý vị, giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị cũng như các biện pháp kích thích từ các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, nhiều khả năng đây chưa phải là mốc tăng cuối cùng của kim loại quý này. Ngay ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2024, bầu trời Trung Đông lại rúng động với hàng loạt tên lửa các loại từ Iran phóng về phía Israel. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công leo thang nhanh chóng giữa Israel với Iran cùng các đồng minh của Tehran, đe dọa đẩy Trung Đông đến gần hơn một cuộc chiến tranh toàn khu vực. Giới đầu tư đang hồi hộp chờ liệu xung đột này có leo thang sẽ tác động ra sao đến giá vàng trong bối cảnh kim loại quý này đã tăng giá mạnh kể từ đầu năm. Tâm lý lo ngại rủi ro trở thành yếu tố chính trên thị trường khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ các dữ liệu kinh tế của Mỹ sang cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Jim Wyckoff, nhà phân tích tại Kitco, nhận định nếu Iran tấn công Israel, khả năng rất lớn giá vàng sẽ đạt mức cao kỷ lục mới. Tuy nhiên, nếu xung đột hạ nhiệt, giá vàng có thể chứng kiến đợt thoái lui nhất định. Giá vàng giao ngay tăng 1% lên 2.661,63 đô la Mỹ cho một ounce sau khi đạt mức cao nhất trong mọi thời đại là 2.685,42 đô la Mỹ cho một ounce trong ngày 1 tháng 10. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,9% lên 2.690,3 đô la Mỹ cho một ounce. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 28% và vẫn giao dịch quanh mức cao kỷ lục là 2.685,42 đô la Mỹ cho một ounce do lo ngại căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay, mùng 3 tháng 10, tiếp tục giữ ở mức cao nhất 84 triệu đồng trên một lượng bán ra đối với vàng SJC và 83,5 triệu đồng trên một lượng với vàng nhẫn, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Các nhà giao dịch chờ đợi thêm tín hiệu kinh tế của Mỹ và diễn biến xung đột tại Trung Đông, giá vàng còn có thể tăng đến mức nào? Ngay lúc này chúng tôi sẽ kết nối với chuyên gia về vàng Trần Duy Phương, nhà sáng lập Diễn đàn Vàng Sài Gòn. Xin mời trường quay kết nối. Vâng, xin chào ông. Thưa ông, vụ tấn công của Iran vào Israel một lần nữa thổi bùng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Điều này tác động ra sao đến giá vàng thế giới và trong nước? Thì với cái việc mà tình hình gọi là chiến sự rất là căng thẳng hiện nay giữa Israel cũng như là Iran á, thì chắc chắn là nó sẽ tác động đến xu hướng vàng. Đó. Thì cái việc mà nó đã làm cho tình hình leo thang chiến tranh bất ổn thì cái nhà đầu tư vàng trên thế giới họ thường chọn vàng làm cái kênh trú ẩn để phòng thủ rủi ro, và vàng thường được tăng mua. Thì có nghĩa các luồng tiền nó sẽ chảy vào vàng nó sẽ khá là nhiều. Đấy, chính vì thế nó sẽ luôn luôn tạo cho giá vàng có một cái biến động tăng. Nhưng phải gọi là phải cảnh giác rằng cái việc mà tăng giá của vàng bởi những cái tin chiến sự, chiến tranh như vậy á, nó thường không có bền vững. Đa số là như thế, vì nó chỉ mang cái yếu tố là tức thời để mà hỗ trợ giá vàng là thôi. Chứ còn cái nguyên nhân chính nó vẫn là những cái nguyên nhân chẳng hạn như là Fed cắt giảm lãi suất hay là tình hình kinh tế thế giới, nó sẽ phản ánh tác động vào giá vàng, nó sẽ mang cái tính bền vững và ổn định hơn. Cái việc mà chiến tranh hay là căng thẳng leo thang hay là Israel hay là Iran gọi là có những cái việc mà gọi là đáp trả qua lại đó, thì nó chỉ nhất thời làm cho vàng tăng mạnh thôi. Nhưng mà khả năng là vài ngày sau, cái tình hình nó cũng không còn gọi là chuyển biến hay là
cái tình hình nó lắng dịu lại thì cái giá vàng nó sẽ suy giảm trở lại. Điển hình là như là ngày đầu tháng 1 tới mỗi tháng 10, cái việc mà Israel á, cái việc mà Iran nó tấn công Israel bằng tên lửa đó, thì giá vàng trong đêm đó tăng rất là mạnh, lên đâu đó là 26 2672. Tuy nhiên là cái việc mà tăng giá này nó sẽ cũng không có bền vững, nó cũng suy giảm trở lại. Và nó tới hiện tại bây giờ giá vàng nó vẫn gọi là trong cái xu hướng gọi là giảm. Đấy, chính vì thế nên cái việc mà cái tin chiến sự này nó cũng không hoàn toàn gọi là hỗ trợ mạnh cho vàng về việc là bền vững. Nó chỉ mang yếu tố là tức thời mà tức thời mà thôi. Và song song đó, cái giá vàng của Việt Nam, chẳng hạn như vàng 4 số 9, vàng những 4 số 9, vàng trong nước, nó cũng phải chịu tác động của vàng thế giới. Vì giá vàng nhẫn 4 số 9 của các doanh nghiệp trong nước sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào giá vàng với giá vàng thế giới tăng hay là giảm. Nếu giá vàng tăng, chắc chắn là giá vàng trong nước sẽ tăng theo và ngược lại. Tuy nhiên, cái tâm lý của cái người dân hay là những cái người nhà đầu tư vàng trong nước á, thì lại khá là lo lắng, và họ nghĩ rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao do những cái mối gọi là nguy cơ chiến tranh đẩy giá vàng tăng cao hơn nữa, và nhu cầu vàng trong nước đó cũng khá là tăng trong những cái tuần gần đây. Đấy, thì cái hoạt động tăng mua vào của người dân hay nhà đầu tư cũng khá là nhiều, qua đó đã tạo cho cái giá vàng nhẫn 4 số 9 nó có một cái mức giá cao hơn, và nó làm cho cái tình trạng là khan hiếm vàng nó cũng xảy ra cục bộ ở các doanh nghiệp vàng. Chính vì thế nên nhiều người dân muốn đi mua vàng nhẫn của các doanh nghiệp, chẳng hạn như là BNG hay là Bảo Tín Minh Châu hay là Doji hay SEC, thì cũng khá là khó khăn khi mà mua được cái vàng nhẫn đây. Và tương tự tình trạng về SEC cũng thế, mua về SEC tại các ngân hàng Big Four hoặc là công ty SEC thì cũng đăng ký cũng khá là khó, và số lượng mua thì họ cũng không mua được theo số lượng mong muốn. Đấy, thì những cái tác động cho nó đã đẩy cái tâm lý của cái người dân á lại càng muốn mua vàng. Vâng, tại thị trường vàng trong nước, vàng nhẫn bán ra đã vượt mốc 83 triệu đồng trên một lượng. Nếu mua vàng nhẫn đầu năm thì đến nay người mua đã lãi tới gần 20 triệu đồng mỗi lượng. Chứng kiến giá vàng trong nước tăng cao chưa từng có trong những ngày này, chuyên gia có bất ngờ không? Thì thật ra đó, cái việc mà giá vàng nhẫn tăng mạnh thời gian qua đó, nó bắt nguồn về cái nguyên nhân chính vẫn là do giá vàng thế giới tăng mạnh. Giá vàng thế giới tăng mạnh nó kéo theo giá vàng nhẫn trong nước tăng mạnh theo. Vì cái giá vàng nhẫn được làm bằng vàng nguyên liệu 4 số 9. Và nếu mà chúng ta quy đổi từ cái giá vàng thế giới hiện nay sang cái giá vàng nguyên liệu, cũng như chi phí nhập khẩu, rồi chi phí gia công, rồi vận chuyển, rồi các chi phí khác á, thì cái mức giá hiện nay là theo tôi nghĩ là nó cũng khá là hợp lý. Vì cái giá vàng thế giới nó tăng quá mạnh trong thời gian qua, giá vàng thế giới tăng 30%, thì đâu đó cái giá vàng nhẫn nó tăng 20 triệu so với đầu năm, là từ hồi đầu năm mà nó khoảng 60 triệu thì cho tới bây giờ là nó 80 mấy triệu, là khoảng 20 triệu, thì đâu đó nó mức tăng nó tầm khoảng là 30 mấy phần trăm. Đấy, thì tôi nghĩ là cái mức tăng này nó là cái việc này là theo tôi nhận định là nó không có bất ngờ. Vì thật sự ra là nếu mà các anh chị có theo dõi cái bài nhận định của tôi, thì tôi đã nhận định rằng năm nay là cái năm vàng thế giới tăng rất là mạnh, và cái việc tăng này nó hoàn toàn nằm trong dự định, cho nên cái việc này nó cũng không có mang yếu tố gì bất ngờ cho tôi. Tuy nhiên, cái việc mà khi mà giá vàng thế giới tăng mạnh hiện nay, nó kéo theo giá vàng trong nước tăng theo, thì đây là một cái thời điểm tôi nghĩ rằng rất là thích hợp để cho các anh chị nào mà muốn tối ưu hóa lợi nhuận của mình có thể xem xét để mà bán ra chốt lời. Vì quan trọng là cái kỳ vọng của anh chị, kỳ vọng rằng cái lợi nhuận mình mong muốn là bao nhiêu, chẳng hạn như 30% hay 40% gì đó, để mình có thể là mình xem xét mình bán ra. Còn những anh chị nào mà muốn mua vàng trong thời điểm này thì thật sự ra là cũng nên xem xét cân nhắc lại, vì giá vàng hiện nay nó đã tăng lên khá là mạnh rồi, và nó có thể là gần đỉnh, và có thể là có một cái đỉnh khác hơn nữa, nhưng mà nó sẽ không có nhiều. Và cái rủi ro chúng ta nếu mua vào thời điểm này có thể là đu đỉnh, và cái việc này nó sẽ làm cho chúng ta gọi là
cầm gọi là giữ trạng thái vàng nó sẽ lâu hơn, cái tỷ suất sinh lợi nó sẽ không có còn nhiều nữa. Chính vì thế nên nếu trong thời gian này các anh chị nào mà có nhu cầu mua thì có thể xem xét là cân nhắc là không nên tham gia vào thị trường. Còn những anh chị nào mà đang có vàng mà muốn gọi là tối ưu quá lợi nhuận á, thì có thể xem xét bán ra. Vì mục đích chúng ta mua vàng là để làm gì? Thứ nhất là để cho chúng ta được sinh lợi, cái lợi nhuận nó tốt hơn, và cũng giống như là cái tỷ suất sinh lợi của đồng tiền chúng ta cao hơn. Và tôi nghĩ là cái mức tăng gọi là 30+% hiện tại cho tới hiện tại bây giờ là cái mức là khá là tốt để mà chúng ta có thể tối ưu hóa lợi nhuận bằng việc bán ra. Giá vàng đã liên tiếp phá kỷ lục kể từ đầu năm. Theo ông, giá vàng thị trường thế giới sẽ còn tăng đến mức nào? Theo tôi á, nhận định á, là khả năng giá vàng sẽ còn một cái mức cao mới. Tuy nhiên cái mức cao này nó sẽ không có nhiều. Là có nghĩa như là hiện nay là giá vàng thế giới đang đứng cái mốc là 2660 đi. Thì cái mức tăng từ đây cho tới cuối năm nó cao lắm đâu, thêm khoảng 100 đô nữa thôi. Chứ nó cũng sẽ không có mức gọi là tăng trưởng quá nhiều, chẳng hạn như là lên 2008-2009 gì đó là tôi nghĩ là cái mức này nó khó xảy ra. Vì hiện nay từ tính từ đầu năm cho tới hiện nay là giá vàng nó tăng tầm khoảng hơn 600 đô. Hơn 600 đô là cái mức tăng phải nói là khá là cao, và nó cũng gọi là nó cũng trong cái giai đoạn là quá mua của vàng thế giới, và nó cũng có thể là gọi là thế giới đầu tư vàng thế giới nó cũng có thể chốt lời bất kỳ lúc nào. Cho nên hiện nay giá vàng theo tôi nhận định là nó sẽ có xu hướng điều chỉnh trở lại. Nó sẽ điều chỉnh trở lại đâu đó tầm khoảng 100 đô để mà nó sẽ tăng lên tiếp nữa, có thể tăng lên tiếp nữa. Và cũng tùy theo động thái của tình hình kinh tế, chính trị, thế giới nó như thế nào, thì lúc đó nó sẽ tác động vào giá vàng, nó sẽ có xu hướng là tăng nhanh hay là tăng ít hay là tăng mạnh hay như thế nào đó. Tuy nhiên, theo tôi dự đoán là nó sẽ có cái sự bứt phá tăng tiếp vào quý tư, có thể là cuối năm 2024 thì nó sẽ đạt cái mức là tầm khoảng 2750 đó. Và có thể là cái mức này là cái mức đỉnh của vàng trong năm 2024, và đâu đó là theo tôi nghĩ là cũng nên xem xét để mà có một cái sự tính toán hợp lý. Vì nếu mà giá vàng mà tăng mà như là tôi nói á, nó không phải là diễn ra một không phải là nó diễn ra một lần, có nghĩa nó tăng từ bây giờ tới đó, không phải như vậy, mà nó sẽ có sự điều chỉnh. Vì vàng nó luôn luôn có cái sự là tăng giảm, chứ nó không bao giờ mà nó tăng một mạch hay là nó giảm một mạch, là không bao giờ có. Chính vì thế nên cái giai đoạn này giá vàng theo tôi dự đoán là có khả năng điều chỉnh trở lại đâu đó 100 đô để bắt đầu từ tháng 11, tháng 12 và tháng 1 năm 2025 là nó sẽ tăng lên cái mức là trên 2007. Xin cảm ơn những phân tích từ ông Trần Duy Phương. Thưa quý vị, thị trường vàng đang biến động từng giờ. Liệu giá vàng sẽ tiếp tục lập đỉnh hay sẽ có sự điều chỉnh? Bản tin nóng 24 giờ sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về giá vàng và tình hình Trung Đông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này ngày mai.